Và tiếp theo trong bản tin, Thủ tướng Trudeau sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Three Amigos đầu tiên kể từ năm 2016 tại DC vào tuần tới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ triệu tập một cuộc họp ba bên trực tiếp với Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador tại Washington, DC vào thứ Năm tới, Nhà Trắng cho biết. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia lớn nhất Bắc Mỹ, được gọi là Three Amigos, đã không tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chính thức kể từ cuộc gặp vào năm 2016 tại Ottawa. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ sẽ là cơ hội để ba đồng minh tái khẳng định mối quan hệ và sự hội nhập bền chặt của họ, đồng thời vạch ra một lộ trình hợp tác mới nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 và thúc đẩy an ninh y tế. Ngoài việc giải quyết cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra, hội nghị thượng đỉnh một ngày sẽ là cơ hội để thảo luận về khả năng cạnh tranh và tăng trưởng công bằng, mối quan tâm cấp bách vào thời điểm mà tỷ lệ lạm phát cao hàng thập kỷ và chuỗi cung ứng khó khăn đã làm giá tiêu dùng tăng đột biến. Ba nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi các nước cố gắng đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Cũng trong chương trình nghị sự của Tổng thống Biden có đề cập đến tầm nhìn khu vực về di cư, khi Hoa Kỳ phải vật lộn với dòng người di cư, nhiều người đi qua biên giới phía Nam với Mexico. Cuộc gặp sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Thủ tướng Trudeau với hai tổng thống Biden và López Obrador. Cuộc gặp cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ba quốc gia kể từ khi họ đồng ý với một thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ sửa đổi, được gọi là CUSMA ở Canada. Căng thẳng kinh tế giữa Canada, Mỹ và Mexico đã leo thang kể từ khi thỏa thuận được ký kết. Một phần là do cam kết mua hàng Mỹ của chính quyền Tổng thống Biden. Chính sách này có thể cản trở thương mại xuyên biên giới do các quy định mới có lợi cho các nhà sản xuất Mỹ.